Tình trạng lừa đảo trên các trang mạng xã hội diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp dưới nhiều hình thức khác nhau. Điển hình gần đây là tình trạng lừa đảo từ các nhóm kính tư vấn sức khỏe. Hành vi này không chỉ khiến người dân thiệt hại về tài sản mà nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến sức khỏe vì có nguy cơ sử dụng phải thuốc giả hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tạo lập các fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội hoặc gọi điện nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia, Ban đầu các đối tượng mời tham gia vào các hội nhóm gọi điện tư vấn mua thuốc đông y để chữa bệnh cùng chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Tại đây các đối tượng sẽ chia sẻ trao đổi những thông tin video clip có sử dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế để mô tả tư vấn và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm để tăng thêm sức thuyết phục. Với tình trạng bệnh đã chữa trị lâu năm nhưng không khỏi, các nạn nhân này đã bị đối tượng lừa đảo hàng triệu đồng vì không liên lạc được sau khi chuyển tiền trước thủ đoạn lừa đảo nói trên cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cẩn trọng trước các dịch vụ khám chữa bệnh bán thuốc trên mạng xã hội trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo cần ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn kịp thời